cùng bước vào bài tập thứ hai, bài tập gia tăng sức mạnh của cánh tay. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng khởi động nhẹ một xíu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tập hơi nặng hơn bài tập thứ nhất nhé. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu. Hai tay của mình hãy đặt lên gối, ngửa đầu ra sau, bạn kéo còng nâng lên, hít vào sâu nào, thở ra còng hạ xuống, hó bụng vào, lưng mình vẫn giữ thẳng nha. Ngửa đầu nâng còng lên, hít vào, thở ra còng kéo xuống và hó bụng lại. Ngửa đầu ra sau, còng nâng lên, hít sâu, thở ra còng kéo xuống, hó bụng vào. Đưa đầu về trung tâm, hít vào. Tay nghiêng đầu sang bên phải, dùng tay bên phải của mình áp đầu nghiêng sang phía bên phải. Giữa đây, 1, 2, 3, 4 và 5. Nâng lên, hít vào. Nghiêng lưng sang bên trái, dùng tay trái áp đầu sang trái, thở. Giữa đây, 1, 2, 3, 4 và 5. Nâng lên, hít vào. Rồi thả lỏng toàn bộ cơ thể ra, thở. Hai tay lúc này bạn vươn hai tay lên cao và đan hai tay lại với nhau. Ta kéo hai tay của mình đẩy thẳng cột sống lên và giữ nào. 1, 2, 3, 4 và 5. Rồi tay bên phải kéo tay trái của mình, đưa tay trái ra sau gáy đầu. Đấy. Và kéo tay qua phải, thở, nâng lên, hít vào, thở ra, đưa qua bên trái nào, đúng rồi, nâng lên, hít vào, thở ra sang phải, rồi, tiếp tục đưa lên, hít vào, sang bên trái, thở ra, nâng lên, hít vào, sang phía bên phải và giữ đây. 1, 2, 3, nâng hít vào, đẩy qua bên trái và thở giữ đây. 3, 2 và 1, nâng lên, hít vào, kéo tay lên, hạ tay xuống, thở và đẩy hơi tay sang hai bên. Khi mà chúng ta tập gia tăng sức mạnh của phần cơ của tay của mình thì chúng ta nên khởi động cái vùng tay của mình nó kỹ hơn một xíu so với thông thường tập luyện nhé. Rồi, đẩy lên nào. Rồi, dừng lại. Hai bàn tay này chúng ta ấn các ngón tay áp vào nhau và nâng lòng bàn tay lên nhé. Các bạn đừng có áp như thế này. Ta nâng lòng bàn tay lên, các ngón tay áp sát vào, lòng bàn tay thì không có dính vào ha. Rồi bắt đầu tấm, tay phải mình sẽ áp qua bên trái và ngược lại, tay trái chúng ta sẽ tấm qua bên phải kiểu thế ha. Rồi giữa đây, 3, 2 và 1, buông lỏng ra, tiếp tục. 1, 2, 3, tấm. Đấy, giữa đây, 3, 2, 1, rồi buông lỏng ra, tiếp tục lần nữa ha. Tấm, giữa đây, 1, 2 và 3, buông lỏng ra. Hai tay lúc này bạn sẽ chống dưới sàn. Ta đẩy lên tư thế về tấm ván như thế, tấm ván như thế này và đẩy lên về cũng được nha. Chuẩn bị đây, ép vai lên xuống này. Đấy, trường đẩy về trước, hít vào, đẩy lên về ngược, thở ra này. Rồi. Tiếp tục lần hai, hít vào, thở ra, ép vai lên xuống. Lần ba, hít vào, thở ra, ép vai lên nào. Lần bốn, hít vào, thở ra, ép vai lên xuống. Lần năm, hít vào, thở ra, ép vai lên. Lần 6, hít vào, thở ra, ép vai lưng xuống.
Cuối cùng hít vào bài, thở ra, ép hoài lưng và giữ nguyên ở đây nè. 1, 2, 3, 4 và 5. Trường đẩy người về trước, hít vào và hạ gối chân xuống. Thở ra, thả lỏng hai tay về. Kéo người ra phía sau, trở về tư thế em bé, duỗi thẳng hai tay về phía trước, vươn thẳng hai tay. Rồi, trường đẩy người lên, tư thế rắn hổ mang. Rồi, đấy, ở đây chúng ta sẽ hạ thấp khuỷu tay của mình một xíu, hơi nâng cằm và mắt nhìn lên. Thì ở tư thế này, nhiều bạn thì cảm thấy thắt lưng hơi bị đau, thì chúng ta sẽ nhấc tay lên về phía trước một xíu ha. Đấy, rồi mắt nhìn lên. Rồi, thở ra, ta kéo cơ thể của mình về. Tiếp tục, lần hai hít vào, gỡ đầu nâng cằm lên ha. Thở ra, thu về nào, hốc bụng lại. Lần ba hít vào, trường đẩy người về trước, trùng hai khuỷu tay, mắt nhìn xéo lên. Rồi, thở ra, thu về và hốc bụng lại. 4, hít vào, trường đẩy người về trước, hít sâu, thở ra, thu về. Rồi, cong lưng hạ hà, đẩy về miếng. Lần nữa nào, hít vào, rồi chúng ta sẽ giữ đây. 1, 2, 3, 4 và 5, kéo người về, thở ra. Rồi, tăng giữ ở vị trí này. Vươn hai tay lên cao qua đầu, hít vào. Rồi, xoay người sang bên phải, hai tay chạm sàn, hạ đầu xuống, thở ra nè. Tiếp tục, vươn hai tay lên cao, hít vào. Xoay người sang bên trái, hai tay chạm sàn, hạ đầu xuống, thở ra. Rồi, nâng vươn hai tay lên cao, hít vào. Thở ra, duỗi hai tay về phía trước. Đúng rồi, hạ trán xuống chạm sàn. Kéo ép sâu phần vai của mình xuống này. Chúng ta giữ ép vai của mình xuống này, hơi căng vai một xíu. Giữ nào. 1, hít thở đều ha. 2, 3, 4 và 5. Rồi nâng vươn hai tay lên cao, hít vào. Rồi hạ tay xuống, thở ra. Mình sẽ gỡ hai chân của chúng ta ra và nhịp thở xuống. Rồi xếp hai chân lại. Tiếp tục, hai tay chúng ta chống cái sàn nào, chống cái sàn, xoay rộng hai tay của mình ra nhé. Rồi hai đầu gối chân, khoảng cách hai đầu gối chân của mình thì sẽ rộng bằng hông, còn hai tay sẽ là rộng bằng vai, được chưa nào? Hai bàn chân của mình sẽ co lại và ấn các ngón chân dưới thật. Rồi nhẹ nhàng hít sâu vào và nâng hai đầu gối lên, tay giữ ở đây nào. 1, 2, 3, 4 và 5. Rồi từ từ hạ xuống. Tiếp tục lần 2, nâng lên, hít thở đều luôn nhé. 5, 4, 3, 2 và 1. Kéo hai bàn chân chạm sàn, ép sâu vai và lưng xuống, thở hết hơi ra ngoài. Giữ ở đây nào. 1, 2, 3, 4 và 5. Chân bên phải của chúng ta này, đưa lên cao, hít vào, chân phải lên. Rồi ép sâu vai lưng xuống. Thở ra, co đầu gối chân phải và chạm với bắp tay bên phải, thở. Rồi, hai đưa lên, hít vào chân phải ha. Chạm bên trái này, thở ra. Tiếp tục, chân phải lên, hít. Thở ra, co. Phải lên, hít vào. Thở ra, co lại. Sang trái. Lên, hít vào, lần nữa nào. Bên phải thở ra, giữ đây 3, 2, 1, đưa lên, hít vào, thở ra, giữ qua bên trái 3 nhịp, 1, 2 và 3, nâng đưa chân lên cao, hít vào, ép sát vai và lưng xuống, phút vai lên nào, giữ đây, 1, 2, 3, bước chân bên phải của mình vào giữa hai tay, đúng rồi. Nhẹ nhàng lúc này vươn hai tay lên cao, qua đầu, ta đan hai tay vào nhau và kéo thẳng cơ thể của mình
lên. Giữ ở đây luôn nè. 5 4 3 2 và 1. Buông tay, vươn lên, hít vào. Thở ra, từ từ tay hạ xuống. Rút chân bên phải đưa lên cao, hít vào. Rồi, trường người về trước nào. Chân bên phải thì sẽ bỏ qua bên trái nè. Đấy, như thế này. Thì chân bên phải lúc này, chúng ta ngồi xuống nhỉ. Chân bên phải lúc này này, nó sẽ bàn chân nó sẽ song song với khớp gối bên trái, được chưa nào. Rồi, nhẹ nhàng, chúng ta trở đầu chân bên trái lại. Nâng mông lên, đẩy lên. Tay đưa qua khỏi đầu, kéo sát vào mặt tay của mình. Mắt nhìn lên, như thế này. Rồi, nhẹ nhàng, thả xuống, thở ra. Chúng ta thực hiện 4 lần nữa. Hai nâng lên, hít vào, lên nào. Kéo đẩy hông của mình lên nhé. Đẩy hông lên, đẩy thấp tay của mình xuống. Đấy, thả xuống, thở ra. Nâng lên, hít vào, lần 3 này. Rồi, hạ xuống, thở. Nâng lên, hít vào, 4, lên. Hạ xuống, thở ra, một lần nữa. Nâng lên, hít vào. Rồi giữ ở đây luôn ha. 1, hít thở đều, 2, 3, 4, và 5. Tay bên phải của mình sẽ chống dưới sàn. Tiếp tục trở chân bên trái ở bên phải đưa lên. Ép sau vai và lưng xuống. Rồi, thở ra nhẹ nhàng hạ bằng với chân bên trái. Ép vai lưng xuống cùng nhau. Thở hết hơi ra ngoài. Trường đẩy người về tư thế tống ván. Rồi, hít vào. Hạ gối chân xuống. Ngực ở giữa hai tay cầm chạm sàn. Thở ra. Rồi, tỏng tay dưới sàn, trường đẩy người lên, duỗi thẳng hai mũi chân ra, trường hai kiểu tay, mắt nhìn xéo lên, hít vào. Rồi, đây là tư thế đấm bụng bàn này. Trong tư thế này chúng ta hỏi trùng nhẹ kiểu tay xuống, mình đừng cái thẳng tay như thế này, được chưa? Giữ 3, 2 và 1, đúng rồi, nhẹ nhàng. Co hai bàn chân mình lại, đẩy mông lên, ép sau vai và lưng xuống, hóp bụng vào. Đúng rồi, ép vai lưng xuống, tiếp tục chân trái. Chân trái bạn đưa lên, vào. Chân trái co và đá xăng, tay bên trái thở. Rồi, tiếp hai hít vào. Thở ra, co và đá xăng tay phải. Chân trái lên, hít vào. Sang bên trái thở ra. Nâng hít vào. Sang phải thở nào. Rồi. Tiếp tục đưa lên hít vào. Sang bên trái thở. Rồi giữ đây 3 nhịp. 1 2 3 đưa chân lên hít vào. Rồi thở ra sang tay bên phải giữ đây. 3 2 vào một, đưa chân lên cao, hít vào, ép sát vai lên xuống. Nhẹ nhàng ta bước vào giữa hai tay. Thở. Chân bên trái của chúng ta này, chúng ta phải để cái bắp chân của mình nó sẽ vuông góc với thẳng, được chưa nào. Rồi, nhẹ nhàng nâng người, vươn hai tay lên cao, qua đầu đan tay vào nhau. Rồi, kéo rút tay lên, giữ đây. Hít thở đều, 1, 2, 3, 4 và 5. Rồi nhẹ nhàng hạ tay xuống. Rồi rút chân bên trái đưa lên cao, hít vào. Rồi ép sâu vai lên xuống nào. Rồi đẩy trường người về trước. Chân trái lúc này mình bỏ sang phía bên phải đây. Đó. Và lưu ý co đầu gối chân bên trái lại. Thì ở đây bàn chân sẽ song song với đầu gối chân phải. Được chưa nào. Rồi ta ngồi xuống, điều chỉnh lại tư thế một xíu ha. Rồi nhẹ nhàng đẩy người nâng lên này. Đấy, chúng ta sẽ đẩy mở người ra. Rồi mắt nhìn lên. Rồi hạ xuống. Thở ra. Tiếp tục hai nâng lên, hít vào. Lên nào. Hạ xuống, thở. Rồi ba nâng lên, hít vào. Lên. Hạ xuống, thở ra. 4 nâng lên, hít vào.
Hạ xuống, thở ra một lần nữa. Năm, nâng lên, hít vào. Rồi giữ lên. Năm, bốn, ba, hai và một. Rồi chống tay xuống sàn. Chuẩn bị rút chân bên trái đưa lên cao, hít vào. Rồi hạ bằng với chân bên phải. Thở ra và ép sâu lưng một lần nữa. Ép sâu xuống. Rồi giữ nguyên ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Trường người về tư thế tấm ván. Rồi, giữ đây, hạ gối chân xuống. Ngực giữa hai tay, cầm chạm sàn, thở ra. Rồi, chuẩn bị đẩy trường người lên. Ráng hổ mang, hai mũi chân duỗi, hai khuỷu tay hơi trường nhẹ, mắt nhìn lên, hít vào. Rồi, giữ nào, 1, 2, và 3, thở ra, chống chân đẩy lên như thế, về ấm ngược và ép sâu vai lưng xuống, hốt bụng vào. Đấy, rồi hai tay ở đây, chúng ta sẽ bò vào phía chân của mình. Về này, thở ra. Vậy là, đấy. Bỏ hai tay về trước, hít vào. Trở về tư thế tấm ván. Rồi, tiếp tục. Bỏ hai tay ra phía sau, thở. Đấy. Bỏ về trước, hít vào. Bỏ ra sau, thở ra. Bò về trước, hít vào. Bò ra sau, thở ra. Một lần nữa nhé. Bò về phía trước, hít vào. Rồi. Bò ra phía sau, thở ra. Đấy. Ép sâu, người xuống. Giữ ở đây luôn nha. 5, 4, 3, 2 và 1. Đẩy bò người về phía trước, hít vào. Đúng rồi. Rồi nhẹ nhàng hạ gối chân xuống. Thở ra và thu về tư thế em bé. Hai bàn tay của mình sẽ mở ra. Và ta hít thở đều. Rồi, mình nâng người lên. Hai chân của chúng ta sẽ gỡ ra và cong hai bàn chân lại như thế này. Đấy, hai bàn chân của mình chúng ta sẽ không có mở rộng quá. Chúng ta sẽ mở rộng bằng hông thôi, không mở rộng quá rộng hoặc là hẹp quá hẹp ha. Rồi, hai tay vươn lên cao này. Rồi, có thể mình dời chân của mình lên một xíu. Hít vào. Thở này, chống tay bên phải, mình sẽ thị phạm trước nhé. Chống tay phải xuống này. Thì bàn tay ở đây nó sẽ hướng phía sau lưng mình. Thì thế nào? Tay còn lại chúng ta sẽ xoay theo, xoay qua bên phải. Tay bên trái thì sẽ xoay qua bên phải như thế này. Thì thế nào? Đấy, xoay lên và nâng mông lên, ngửa người ra này. Đó, thở. Rồi quay trở về thì chúng ta thu trở về và hạ xuống như thế này. Được chưa? Vươn lên. Đấy, kiểu như thế. Rồi chuẩn bị, hai tay vươn lên cao, qua đầu hít vào. Thở ra, tay bên phải mình sẽ chống này. Rồi tay bên trái bắt đầu đưa qua phía bên phải. Ta nâng ngửa người ra nhé, mắt nhìn lên này. Đấy, thở. Tiếp tục. Rồi, hai tay vươn lên, hít vào. Rồi, thở ra, tay trái xuống, tay người nâng mông lên. Rồi, thở ra, nhớ là chúng ta phải ngửa người ra. Chúng ta đừng cứ tung người qua một bên, ngửa người ra nhé. Tay qua khỏi đầu luôn ha. Thở, thở, thở ra. Rồi, vươn hai tay lên cao, hít vào. Hai bàn chân mình đừng cứ chạy qua hai bên nhiều quá ha. Thở ra, chống tay phải, xoay lên, nâng lên. Mắt ta nhìn lên luôn ha. Rồi, ngồi.
vươn hai tay lên, hít vào, thở ra, tay trái nào, xoay người qua, đỡ, tiếp tục, ngồi xuống, vươn hai tay lên cao, hít vào, thở ra, một lần nữa qua bên phải nào, giữ lại ba nhịp, một, hai và ba, rồi ngồi xuống, vươn hai tay qua đầu, hít vào, thở ra, chống tay trái, xoay người nâng mông lên này, thở, đấy, giữ lên, một, hai và ba, rồi ngồi xuống, vươn hai tay lên cao, hít vào, rồi từ từ cong lưng lại, khó bụng vào, cong chân lên, thở, kéo thấp đầu xuống, khi thở đều, năm, bốn, ba, hai và một, rồi bạn giữ chân, tay vươn lên cao, hít, thở chống hai tay ra ngoài đằng sau, rồi nâng mông gỡ đầu, mắt nhìn lên, thở hết hơi ra ha, rồi ngồi xuống, vươn hai tay lên cao, hít vào, rồi thở ra, ta đẩy hai đầu gối sang hai bên, rồi hạ thấp người xuống, tay ta nắm lấy cổ chân và kéo đầu thấp lên được, vươn hai tay lên cao, hít vào, thở ra, chống tay ra ngoài sau, nâng mông, ngửa đầu, mắt nhìn lên, thở, ngồi xuống, vươn hai tay lên cao, qua đầu, hít vào, thở ra, tiếp tục gập xuống này, có một ngoài ha. Một lần nữa, vươn hai tay lên, hít, thở ra, chống tay ra ngoài đằng sau, nâng mông, gỡ đầu ra, mắt nhìn lên và tay giữ đây, 1, 2, 3, 4 và 5, ngồi, vươn hai tay lên cao, qua đầu, hít vào, thở ra, ôm chân của mình, kéo gập đầu xuống và giữ 5 nhịp nào, 5, 4, 3, 2 và 1, vươn hai tay lên cao, qua đầu, hít, rồi xoay sang bên phải, tay bên phải đặt méo ngoài của thảm trái, tay bên trái đặt qua thảm bên phải, rồi hạ thấp cơ thể xuống, giữ đây, hít thở đều, 5, 4, 3, 2, 1, vươn tay, hít vào, rồi thở ra, tay trái, mép thẳng phải, tay phải đặt mép thẳng trái, rồi giữ đây, hít thở đều, 1, 2, 3, 4, và 5, 5, vươn hai tay lên cao, qua đầu, hít vào, rồi nhẹ nhàng hạ tay xuống, thở ra. Nào, hồi thư giãn một xíu, hai tay cũng để xà đặt lên gối, chúng ta sẽ hít thở một lần ha. Hít sâu vào, thở chậm ra, rồi tiếp tục lần hai, hít vào, rồi thở chậm ra, lần ba, hít vào, thở chậm ra, hốt bụng lại. Rồi ta mở mắt ra, hai tay lúc này mình sẽ đẩy người về trước. Đây là tư thế plank. Chúng ta sẽ thực hiện ở tư thế này 1 phút 30 giây. Nào, hai khuỷu tay vuông góc với thảm. Chân mình sẽ co lại khoảng cách 2 chân nhỏ thôi ha. Rồi chuẩn bị. Nâng lên, bắt đầu. Hít thở đều ha. Thứ nhất là chúng ta không có được võng thắt lưng xuống như thế này, yeah. Không võng thắt lưng, đẩy lên, siết gồng cơ bụng lại, siết lại. Đúng rồi. Mắt sẽ nhìn song song với thảm của mình, siết bụng đùi mông này, rồi hít thở đều này, tập trung vào hơi thở là chúng ta có thể giữ được rất là lâu. Giữ đây, hít thở đều, hít sâu,
thở chậm, hít sâu vào, thở chậm ra. Rồi, cố lên nào. Diễm sẽ canh thời gian nha, 1 phút 30 giây. Gần được 1 phút rồi. Rồi, 1 phút. Còn 30 giây nữa. Cố lên nào. Siết cơ bụng nè. Những bạn nào mà chúng ta gần có như là gần hạ xuống như thế này, thắt lưng bỏng rồi, chúng ta cố gắng đẩy lên một xíu nhé. Đẩy gần cơ bụng này. Đấy, thì sẽ giữ được lâu. Rồi, 5 4 3 2 và 1. Hạ xuống. Thở ra. Hít sâu và thở chậm lại. Thư giãn một xíu nào. Ta thư giãn 15 giây. Rồi, tiếp tục. Động tác tiếp theo, giữ nguyên ở tư thế và lăn. Rồi, chúng ta nâng lên đi ạ. Tay bên trái của chúng ta này sẽ đưa sang, bắt ngang qua phía bên phải. Được chưa? Nghiêng người sang phía bên trái. Rồi, chuẩn bị tay phải ta đưa lên. Giữ ở đây 10 nhịp. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi, hạ xuống. Đúng rồi. Tiếp tục, tay phải ta sẽ bắt ngang qua bên trái và nghiêng người qua bên phải. Tay bên trái ta đưa lên. Giữ đây 10 nhịp. Hít thở đều 10, 9, cố lên, 8, 7, 6. Bạn nào tốt thì chúng ta có thể xếp hai chân nó gọn lại này. Còn nếu chưa cảm thấy mình mất cân bằng quá thì phải để như thế này. 4, 3, 2 và 1. Rồi, hạ tay xuống. Cho hai tay về cùng đều nhau. Nghiêng mông của mình qua phải và qua trái. Chuẩn bị 20 lần. Bắt đầu sang phải trước. 1, hít này, thở kiểu thế. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, cuối cùng 20. Dừng lại, trở về trung tâm, giữ 10 nhịp luôn nữa ha. 10, 9, 8, 7, mệt quá chúng ta gồng bụng lên nè. 6, 5, đừng đẩy mông lên cao như thế này. 4, hạ thấp xuống ạ. 3, 2 và 1. Rồi, thở ra. Hai tay đưa về phía trước. Rồi, hạ trán xuống, hít thở đều.
tay ta đưa qua khỏi đầu hít vào và đọc xuống thẳm, thở ra. Hít sâu lên, thở đập thẳm. Hít sâu lên, thở đập thẳm. Và hai bàn chân co lại, bàn chân ta sẽ co lần lượt chặt chặt. Còn đây là bài tập thứ hai trong bài tập gia tăng sức mạnh của cánh tay. Thì sẽ có một số bạn chúng ta, một là sẽ theo gọi là chưa bắt nhịp được bài tập, thứ hai là sẽ bị quá sức. Thì đối với những trường hợp đấy thì các bạn phải chúng ta tập phải gọi là tiết chế lại. Ví dụ như điểm hô cho các bạn 7 nhịp thì các bạn chỉ tập luyện theo khả năng của mình, 2 nhịp thì mình tập 2 nhịp thôi, 4 nhịp thì mình tập 4 nhịp thôi. Chúng ta không gắng sức quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến phần cánh tay của mình rất là nhiều ha. Cứ bình tĩnh, tập luyện từ từ là được. Rồi, bài tập đến đây là kết thúc rồi. Diễm chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh YouTube Yoga Sức Khỏe Một Ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những bài tập tiếp theo của Diễm.